Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Người Sử Nghệ Chơi Mà Học sẽ trình bày cách xác định đấu điện cho động cơ điện 3 pha. Lúc nào thì đấu sáo và lúc nào thì đấu tam giác. Chúng ta cần phải xem thật kỹ tem được gắn ở trên động cơ để xác định đúng cách đấu. Còn một điều các bạn nên lưu ý rằng lưới điện 3 pha của chúng ta là lưới điện 380V, nên chúng ta phải dò vào cột điện áp 380V. Ở trong trường hợp này, trên tem đã chỉ rõ là với lưới điện 380V thì đấu tam giác, cho nên buộc lòng chúng ta phải đấu tam giác. Đây là hình ảnh mặt sau của nắp hộp cực. Trên sơ đồ chỉ rất rõ với điện áp là 380V thì là đấu tam giác. Cuối của pha này thì đấu với đầu của pha tiếp theo. Về cách đấu này là nhà sản xuất đã đấu cho ta sẵn ở trên hộp cực. Còn với lưới điện là 660V thì là sẽ là đấu sáo, mà lưới điện của chúng ta là lưới điện 380V nên không thể đấu sáo trong trường hợp này. Mà trong trường hợp này chúng ta nhất thiết là phải đấu tam giác. Nếu chúng ta đấu sáo thì công suất động cơ sẽ sụt giảm một cách rất đáng kể, mà do không cấp đủ nguồn điện nên là động cơ dẫn đến quá tải. Nếu chạy lâu ngày thì sẽ dẫn đến cháy động cơ, yếu điện cũng dẫn đến cháy động cơ, chứ không phải là nhất thiết là mạnh điện mới cháy động cơ đâu các bạn nhé. Đây là hình ảnh hộp cực của động cơ. Ở đây là nhà sản xuất đã bố trí đấu sàn với pha nò, đấu với đâu pha kia. Ở đây thể hiện cách đấu tam giác. Chúng ta chỉ cần ép đầu cột cho cả cái pha dây và đấu vào trình từ các pha trên động cơ là được. Sau khi chúng ta dập đầu cột cho các đầu dây của cặp ba pha, ở đây là sợi cặp để cấp điện cho động cơ. Đây là cặp 4x4. Với sợi cặp này thì cấp được dòng 16 ampe cho mỗi pha. Sau khi luôn cạp điện vào phía trong hộp cực, chúng ta vặn thật chặt để định vị cho sợi cáp một cách chắc chắn nhất. Sợi dây sọc xanh vàng thì chúng ta đấu vào phần vỏ của động cơ. Mục đích là để tiếp địa cho động cơ, để đảm bảo an toàn cho người vận hành. Sau đó ba đầu dây còn lại đã đầu vào ba pha của động cơ. Chúng ta có thể đầu ngẫu nhiên. Đầu của dây điện này đầu với một pha bất kỳ. Sau này cấp điện cho động cơ, nếu động cơ mà quay ngược thì ta sẽ đảo chiều động cơ bằng cách
giữ cố định một pha dây. Sau đó ta đảo hai pha còn lại cho nhau. Như vậy động cơ sẽ đảo cho quay. Lưu ý khi đấu điện cho động cơ ba pha thì chúng ta phải siết các EQ trên hộp cực bằng tiếp, đảm bảo cho các cái mối tiếp xúc phải chắc chắn tốt nhất. Nếu để ra hiện tượng là tiếp xúc kém, dễ dẫn đến cháy động cơ. Sau khi đã chắc chắn là siết chặt các bu lông này, thì chúng ta đặt răng và nắp của hộp cực. Sau đó vặn bốn vít ở trên hộp cực thật chặt. Và đây là tem của một động cơ khác. Trên tem này chỉ rõ là với lưới điện 220V thì đấu tam giác, với lưới điện 380V thì nhà sản xuất chỉ dẫn là chúng ta đấu sao. Do lưới điện của chúng ta là 380V nên nhất thiết chúng ta phải đấu sao cho động cơ trong trường hợp này. Đây là hình ảnh ống luôn giấy để đi dây cho động cơ ba pha. Chúng ta đã dùng lo xo uốn ống đi dây này, sau đó dùng máy kho để kho cố định hình dạng của ống đi dây để phù hợp với vị trí mà chúng ta lắp đặt động cơ. Đây chúng ta dùng cáp điện để cấp điện cho động cơ là loại cáp 3x4. Các đầu dây điện này được ép đầu cột để tăng độ tiếp xúc tốt cho động cơ. Cực. Sau khi luôn vào đúng vị trí, chúng ta vặn chặt để cố định cáp điện một cách chắc chắn nhất. Sau đó đấu ba đầu dây điện vào ba đầu của ba pha dây. Ở đây là động cơ đấu sao nên ba đầu dây, ba đầu cuối dây đã được đấu chung lại, còn lại ba đầu đầu để riêng biệt.
khi đặt đúng vào vị trí của ba phá thì chúng ta dùng tiếp vặn chặt ba EQ này, đồng thời vặn chặt ba EQ ở ba đầu cuối chung lại. Sau khi chắc chắn các EQ vặn các đầu dây thật đã được chặt, chúng ta đặt răng và đầy nắp và hộp cực, sau đó vặn vuốt vị trên hộp cực lại một cách chắc chắn nhất. Qua video này mình hy vọng rằng các bạn, đặc biệt là những bạn mới ra trường, biết được thế nào là động cơ đầu sáo và động cơ đầu tam giác. Chúng ta phải căn cứ vào tem ở trên động cơ để xác định rõ đâu là đầu sáo và đâu là đầu tam giác, tránh tình trạng mình đầu sai dẫn đến cháy động cơ, gây nên những phiền hà không đáng có. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo nhé.